Chào cả nhà đi. Hello mọi người. Hi đi. Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với bầu cảm của tôi nha. Đây, này à. Hai bác cháu ra trùng vịt này. Đấy, giật dự trữ 5 con này, nay còn 2 con này. Nay mình sẽ thịt vịt nha bà con. Đấy, hai con vịt nó đang ăn đó. Nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách tuyệt chiêu làm với con vịt bao nhanh mà báo sạch luôn, không hôi luôn nha bà con. Đấy, con chào mọi người đây. Chào cả nhà. Đấy, còn hai con này. Đấy, là mình sẽ làm vịt nha, luộc lên nha mọi người. Quá tuyệt vời nha. Bác chào cả nhà đi. Đây, hai bác cháu ra chuẩn vịt bắt vịt nha. Bố ơi. Túm một em. Thịt á. Nước sôi rồi. Mình làm bằng nước sôi bằng tay đó nha mọi người. Không. Đây. Nước sôi. Ăn ra. Ấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ tuyệt chiêu làm vịt nha bọn con. Rất đơn giản, vịt vặt với ông dễ. Và nó rất không có bị hôi thịt nha. Mình sẽ dùng chăn. Đây. Để mấy trái chăn ở nhà này. Mình sẽ vắt nước chăn vô nước sôi để mình vặt trong vịt cho nó dễ và nó bị được không có bị hôi nha bà con. Đấy. Người vắt vài trái chăn bỏ vô trong nước sôi á, làm ông vịt nó sẽ nhanh và nó sẽ không bị hôi nha. Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu làm ông vịt bao nhanh bao hôi. Ba trái thôi là bứt mấy cái kia vô trong ông vịt luôn. Được sôi ạ. Đơn giản vậy thôi cả nhà. Đây, nước cốt chân. Nhà bằng tay hết nha, không có máy móc gì hết. Nên phải bắt chân vô cho nó vặt lông cho nó dễ. Làm xong mình vặt lông sạch xong rồi mình sát sơ một muối một lần nữa. Ok. Là con vịt bao ngon luôn cả nhà. Coi vặt lông vịt nha. Bao nha. Biết xuống.
Sau khoảng 15 phút. 10 15 phút đấy, sạt bong này cả nhà. Thấy không? Giờ mình sắt muối vào các. Sắt muối con vịt cho nó hết hôi nữa. Rồi. Vậy là con vịt bao sạch không hôi. Đơn giản không cả nhà. Chứ mấy con vịt mà làm không biết cách làm sao. Làm với ông là hơi bị âu đấy. Sát cho nó muối kỹ càng. Thịt như thịt bò. Đỏ ét luôn. Đỏ hả? Chả như con cháo. Thịt vịt quá hấp dẫn. Thấy không? Thịt đã. Vậy mới gọi là thịt vịt. À, mình này luộc nửa con, kho nửa con nha bà con. Thịt nó ngâu. Mơ à. Cua thất bại mà ăn hết cua buổi trưa rồi còn chưa ăn canh rau đay cua rồi. Vịt thịt đỏ ngâu. Sướng. Quá ngon. Đấy, giới thiệu bọn đây là dũng sĩ diệt mổ. Dũng sĩ diệt mổ. Cả nhà thấy không? Vịt thịt đỏ au. Rất là ngon. Nay mình sẽ đưa bọc một ít vịt đưa bọc. Chấm nước mắm gừng. Dạ, mình sẽ kho gừng nha cả nhà. Đấy. Được nên mình ăn còn là kho mình ăn cơm. Thịt rất là ngon. Đỏ au. Vịt mọi người, vịt trắng ở đây. Là khu bầu cảm mọi người mua về mọi người nên nhốt ạ. Hai tuần mọi người ăn là nó ok hơn. Nha, ăn liền. Thịt đã. Đây, bên đây mà đi hoặc thôi. Nửa con này chặt ra kho. Gừng. Gừng. Nhớ bỏ miếng gừng vô nha. Đập miếng gừng vô. Thôi, dũng sĩ diệt này. Sẽ chặt. Thịt hơi bị đỏ đẹp. Ngon. Vịt luộc này, nhìn hấp dẫn không? Vịt này mọi người nhìn thấy đã không? Béo, thịt rất là ngon. Sắp chín này, luộc mọi người bỏ miếng gừng vào cho nó thơm nha. Thì thầm một chút đi. Thầm bị ngon đấy. Chấm nước mắm gừng nữa thì chua chua. Chỉ khoản chứ không chỉ khoản đi. Vịt đã lên mâm. Nửa con thôi nha mọi người. Quá đã. Chuẩn bị trước. Không phải sợ nhưng mà anh sợ ngại đến thân. Hiểu không mọi người? Hiểu không mọi người? Nó chụp rồi đây. Cái này mới thấy. À. Mời cả nhà dùng cơm nha. Xin chào mọi người. Đây. Mọi người. Đầu vịt. Này vịt chấm mắm gừng nha. Yo.
Cơm đi. Cơm hay ăn gì? Cơm. Cơm chưa bằng già. Thôi để tí nhà bà nội lên. Thôi ăn cái đùi vịt đi. Gặm mấy cái đùi đi. Review cái đùi vịt. Đúng rồi, dơ lên. Chào mọi người. Mời mọi người ăn cái đùi. Úi cái đầm. Sorry mọi người nha, nóng quá, cởi trần luôn. Mặc áo, nóng quá. Này hơi mệt quá rồi. Làm miếng vịt, vịt để đâu nè, không nhận ngon. Vịt mới cho mình hả? Hiệu để hả? Mua từ lúc 2 tháng rồi. Có làm đi không? Không. Làm cái giữa ba hả? Bị chích ngừa rồi. Chích rồi thì uống gì? Biết bây giờ mẹ không phải uống kín. Uống tôi phải chích ngừa. Tân hôm sau chích ngừa, tôi chích uống gì kỹ vậy? Ông tưởng ngồi sau á. Ông ngoại đã chích đâu. Ông ngoại gì ra chích bị đôi huyết áp cao cũng đuổi về. Nó bảo là, nó bảo chứ gì chích á là hai ba ngày trước, hai ba ngày trước chích là uống viên sủi, uống được nhiều vào. Rồi à, sốt thì uống sủi á. Uống sủi nó tăng sức đề kháng cái này phải không? Đây rồi. Uống C. Uống C. Uống tập C. Uống tập đám mà. Uống C. Đấy. Bắt đầu là trước khi chích là mình ăn thật to. Chích rồi không bị bệnh. Tâm đây mới là chích nó bảo là rất xấu, cái đầu không gì vậy. Từ những thứ 7, thứ 8, thứ gì đấy nó bệnh. Người á, như sốt giác mà, như giúp bà bị á. Người á, như nó nóng hổi à, mà trong người nó lặng nặng. Tùy người, có những người ta về ta lại không sốt, ta chỉ hơi diêm diêm người. Là ta bảo đấy, hàng đi chú mình ra đặt, ta bảo thành công đấy vì thành công con bạn à, thành công đấy em như ta, ta bảo là người ta giải gì mà chân tay nó buồn, nó rất là đủ cái gì luôn. Tùy theo người nó hành theo. Ông xin bảo ông chích rồi à? Bảo về tao gì đâu? Tùy người khác thể mà. Ông xin bảo về tao gì? Ê, gì diêm diêm tí nó chỉ hành hạ, nó chỉ ấm. Có thuốc là chích được mình lắm rồi. Bây giờ Việt Nam được chích hết, mỗi người 2 mũi thôi à, cũng ngon. Ba mũi, chích mũi thứ hai là 2 mũi rồi, nếu mà có bị giống y như thằng này bị cúm thôi, y như bị cả cúm thôi. Thì nó cũng tự hết, chứ nó không có ra đi vì tổ kiến. Thôi mời mọi người nha. Mà đối xả, dịch nó đối xả đâu bà. Đối xả đâu bà không? Thôi mời nha. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Bye bye mọi người, bye bye nữa, bye bye.